Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, rà soát 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với tổng số 370 điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đã đề xuất kiến nghị bãi bỏ 99 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 89 điều kiện. Tổng số điều kiện được bãi bỏ và đơn giản hóa là 188 trên 370, đạt tỷ lệ 50,8%. Đó là báo cáo của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Sau Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông Vận tải, thì Bộ Tài chính cũng đã nhập cuộc vào chiến dịch đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính của năm 2018. Rõ ràng, tuy vẫn còn tồn tại nhiều thách thức, nhưng môi trường kinh doanh Việt Nam đang được kỳ vọng cải thiện rất nhiều trong năm nay. Nội dung trên tiếp tục được làm rõ trong vệt đề tài về cắt giảm điều kiện kinh doanh của chương trình Luật sư Doanh nghiệp. Tuần này với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh, các bộ vào cuộc phần 3, kính mời quý vị cùng theo dõi. Triển khai nghị quyết 01 năm 2018 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh để đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 188 điều kiện kinh doanh, chiếm hơn một nửa trong tổng số 370 điều kiện kinh doanh hiện hành. Như vậy, Bộ Tài chính đã đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 50,8% các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong lộ trình cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tài chính. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đã khẩn trương chỉ đạo rà soát danh mục và nghiên cứu đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Trên cơ sở rà soát 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 370 điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đã đề xuất kiến nghị bãi bỏ 99 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 89 điều kiện. Tổng số điều kiện được bãi bỏ và đơn giản hóa là 188 trên 370, đạt tỷ lệ 50,8%. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất kiến nghị sửa đổi 5 luật và 11 nghị định, bao gồm Luật Giá, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Quản lý thuế, Luật Chứng khoán và các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Từ năm 2016 đến nay, ngành tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 898 thủ tục hành chính. Kết quả đến nay, lĩnh vực tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.072 thủ tục hành chính, còn lại 960 thủ tục hành chính. Hiện nay, có thể nói là trong cái quản lý chuyên ngành thì mấy năm vừa rồi thực hiện nghị quyết của Chính phủ thì các bộ đã có những cố gắng nhất định. Cái quy trình thì như theo tôi được biết là nó giảm cái tỷ lệ các cái thủ tục giấy tờ giảm tới mấy 20-30% các loại giấy tờ, giảm cả thời gian để làm cái thủ tục đó. Theo đó, đối với các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh quy định tại các nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu phương án xây dựng nghị định sửa đổi các nghị định có liên quan để trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để nhanh chóng thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trước ngày 30 tháng 6 năm 2018. Đối với các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh quy định tại các luật của Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Tư pháp để trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng pháp luật theo quy định trước ngày 30 tháng 6 năm 2018. Các kết quả khảo sát, đánh giá do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Cộng đồng doanh nghiệp đã ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan đã có nhiều chuyển biến tích cực. Rõ ràng, cùng với việc trong 5 năm liền, Bộ Tài chính dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính. Và với những kết quả cải cách cụ thể, cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh nêu trên đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, những việc làm trên của Chính phủ đều nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Từ những tín hiệu tích cực trong năm 2017, dự báo năm 2018 này sẽ là năm tiếp tục có những chuyển biến lớn đối với môi trường kinh doanh của Việt Nam. Chính phủ đặt ra mục tiêu tham vọng đưa môi trường kinh doanh Việt Nam so sánh được với các nước đứng đầu trong khu vực ASEAN.
các chuyên gia nhận định, từ những chuyển động chính sách trong năm 2017, dự báo rằng năm 2018, môi trường kinh doanh Việt Nam có 4 xu hướng lớn, đó là cải cách giấy phép kinh doanh và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành, giảm chi phí và giảm thanh tra, kiểm tra, và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Theo báo cáo Môi trường Kinh doanh Doing Business năm 2018 được World Bank công bố năm 2017, Việt Nam từ vị trí thứ 82 lên vị trí 68 trên 190 nền kinh tế. Cần khẳng định, môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm qua đã có nhiều cải thiện và đã nhận được sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Có thể thấy chính phủ Việt Nam đang có những chuyển động rất tốt trong việc điều hành nền kinh tế, được thể hiện bằng các việc như môi trường kinh doanh trong nước được cải thiện và nâng cao đáng kể. Trong bản báo cáo phát triển châu Á thì chúng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng kỹ năng điều hành của chính phủ Việt Nam đã đem đến những thành tích ấn tượng trong tăng trưởng của Việt Nam quý 1 2018. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo rằng để môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam thực sự tốt và thu hút thì các bạn cần phải cải thiện thêm một số mặt khác như cơ sở hạ tầng và kỹ năng làm chính sách. Để nói về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm qua, tôi có 3 kết luận chính. Đó là thứ nhất, kinh nghiệm và khả năng điều hành của các cơ quan nhà nước Việt Nam ở cấp tỉnh đã được nâng cao. Thứ hai, thông qua bản báo cáo PCI 2017, chúng ta cũng thấy được sự lạc quan về phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam, cũng như môi trường đầu tư ngày càng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Và thứ ba, những chỉ số liên quan đến tham nhũng ở Việt Nam đã được cải thiện. Có thể nói năm ngoái là một năm thành công của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, được thể hiện ở việc Việt Nam đã tăng được khá nhiều bậc trong bảng xếp hạng Doing Business của Ngân hàng Thế giới. Cùng với đó, nhìn chung trong khu vực châu Á, chúng ta thấy được Việt Nam vẫn là một mảnh đất thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài, bởi vì các nhà đầu tư đang thấy được những cải thiện rõ nét trong môi trường kinh doanh, như hiện nay các thủ tục hành chính đang dễ dàng hơn rất nhiều, chi phí gia nhập thị trường cũng thấp hơn nhiều, các doanh nghiệp gia nhập vào thị trường cũng dễ hơn. Chính vì vậy mà năm ngoái có đến hơn 130.000 doanh nghiệp mới được thành lập ở Việt Nam. Đã có những chuyển biến tích cực từ chính các địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh thông qua hàng loạt những hành động cụ thể của chính quyền địa phương. Cái thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo cho các sở ban ngành tiếp tục thực hiện cái việc cải cách cái thủ tục hành chính và gần với lại các doanh nghiệp hơn. Bây giờ thì không còn có cái trạng thái mà nó như ngày xưa nói là nó có sự vô cảm. Doanh nghiệp đến bây giờ thì cũng thực sự là được khẳng định như là một khách hàng một cách thực sự rồi. Không phải coi như doanh nghiệp là cái đối tượng để chúng ta có những cái việc nó không hay trong cái việc mà thực thi những cái nhiệm vụ mà liên quan đến cái cán bộ công chức viên chức đấy. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm 2018 thì tỉnh Sơn La đang tập trung cao để đề ra 3 cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất là vẫn tập trung cao rà soát các cái thủ tục hành chính, đặc biệt là các cái thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đến quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. Cái thứ hai là tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã. Và thứ ba là sẽ đẩy mạnh cái đào tạo đội ngũ quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là nâng cao cái năng lực quản trị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những năm vừa qua thì đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì cũng nhận được sự quan tâm mà tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh cũng như là các sở ban ngành và đã tạo cho các doanh nghiệp mà các cái cơ chế cũng như là cải cách các cái thủ tục hành chính để từ đó các doanh nghiệp mà thu hút được các cái đầu tư mở rộng cái quy mô sản xuất doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp chưa phải là chưa hết lo bởi những điều kiện kinh doanh thừa, chung chung, cài cắm và bắt bí doanh nghiệp vẫn còn tồn tại và đó là thực trạng nan giải cần tháo gỡ. Tôi thấy cái việc mà cải cách về thủ tục hành chính ấy là những cái rất là cố gắng của chính phủ rồi. Đấy, nhưng mà đương nhiên chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa đấy, từ trước đến giờ không dễ dàng gì mà có thể thay đổi ngay được. Đấy, về phía doanh nghiệp thì chúng tôi vẫn bị gặp những cái khó khăn về con người. Đó, cái mà mình hay nói là trên giải thảm nhưng dưới giải đinh. Thì cái đó là cái mà chúng tôi
hiện tại thì vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Thứ nhất là cái diện kiểm tra chuyên ngành rất là rộng, những danh mục mặt hàng hiện nay theo đánh giá của doanh nghiệp cũng như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là hiện nay các bộ đã giải thích là quá rộng so với quy định của luật. Thứ hai là tất cả hàng hóa hiện nay quy định đều phải kiểm tra trước khi thông quan, và cái này phải tạo ra cái sự ồn tắc cái hàng hóa và kéo dài cái thời gian thông quan của doanh nghiệp. Thứ nhất là nó sẽ giảm những cái động cơ hoặc là nó sẽ gây cản ngại cho quá trình gia nhập thị trường của rất là nhiều những cái doanh nghiệp mà có những cái tư tưởng hoặc là có những cái ý tưởng sáng tạo về khi họ có một cái sản phẩm mới hoặc có một cái ý tưởng mới, kinh doanh mới, thì đấy là một cái mà nó sẽ gây cản ngại cho quá trình gia nhập thị trường. Thứ hai là nó sẽ làm tăng những cái chi phí kinh doanh khi mà doanh nghiệp này kiên quyết và kiên trì theo đuổi những cái mục tiêu kinh doanh của mình. Thế như vậy thì từ những góc độ đó nó sẽ làm giảm cái cạnh tranh của doanh nghiệp, nó giảm cái tính hấp dẫn của môi trường kinh doanh của Việt Nam, giảm những cái tính hấp dẫn của cái môi trường đầu tư của Việt Nam. Đối với cái điều kiện kinh doanh thì theo yêu cầu của chính phủ là các bộ ngành phải rà soát và lên phương án cắt giảm 50% từ 1/3 đến 1/2, và trong cái thời gian gần đây thì chính phủ đặt quyết tâm là phải cắt giảm đến 1/2 số lượng cái điều kiện kinh doanh. Thì cho tới thời điểm hiện tại thì đã có các cái chuyển biến nhất định từ phía các bộ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa thấy rằng là những cái điều kiện kinh doanh sửa đổi thì sửa đổi theo hướng nào và sửa đổi như thế nào, thì chúng ta chưa nhìn thấy cái phương án cụ thể đối với các cái điều kiện kinh doanh đó. Theo báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 thì rõ ràng năm 2017 đã có rất nhiều cải tiến rõ nét và tích cực. Cuộc khảo sát được VCCI thực hiện với hơn 12.000 doanh nghiệp trên cả nước và đã có những kết quả cụ thể từ chính các doanh nghiệp. Cụ thể, cải cách hành chính đã có những bước tiến. 67% doanh nghiệp cho biết thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn hơn so với quy định. Về việc nội dung làm việc của các đoàn thanh tra bị trùng lặp, thì năm 2015 là 26%, nhưng đến năm 2017 xuống còn 13%. Chi phí không chính thức giảm. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức thì năm 2016 là 66%, năm 2017 là 59%. Tỷ lệ doanh nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức thì năm 2015 có 11,1%, nhưng đến năm 2017 chỉ còn 9,8%. Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, cắt giảm điều kiện kinh doanh có lẽ sẽ vẫn là những từ khóa nóng được nhắc đến nhiều trong năm nay, bởi với những dự báo khả quan cho tình hình tăng trưởng tốt của Việt Nam trong năm 2018, thì môi trường kinh doanh được cải thiện sẽ đóng một vai trò quan trọng đáng kể. Các bộ tự ban hành, tự rà soát, tự sửa đổi. Và với cách đó thì thông thường là nó cứ dài ra, nó nhiều lên, chứ nó không ngắn lại. Theo nghị quyết 35, và nghị quyết số 19 thì chính phủ đã yêu cầu các cái bộ ngành, đặc biệt các bộ nào mà liên quan đến cái việc mà các điều kiện thủ tục đầu tư kinh doanh, đặc biệt là Bộ Công Thương. Năm ngoái 2017 thì Bộ Công Thương đã cam kết là giảm 675 các điều kiện kinh doanh. Thì trong đó các cái ngành mà chúng tôi nghĩ đã có giảm là giảm thực sự ấy. Ví dụ như ngành lúa gạo, vấn đề về yêu cầu vấn đề về xăng dầu, về ga và khí ga đã giảm. Nhưng mà các doanh nghiệp yêu cầu vẫn phải tiếp tục giảm. Bằng cái việc là chúng ta giảm ở đây ấy, để tránh cái sự chồng chéo, có nghĩa một văn bản là yêu cầu không có quá nhiều, ít nhất từ hai bộ trở lên cùng quản lý, có nghĩa là chúng ta chỉ tập trung vấn đề về một đầu mối thôi. Vấn đề nữa là vấn đề về lợi ích giữa các vụ, các viện, các bộ ngành cần được cắt ngay, có nghĩa là khi mà chúng tôi cắt giảm thì không ảnh hưởng đến thủ tục hành chính của bộ kia, bởi vì như thế nó sẽ liên quan đến vấn đề về lợi ích. Thì như thế khi mà liên quan với lợi ích thì các doanh nghiệp bắt buộc phải đi làm hai thủ tục một lúc. Thế do vậy chúng tôi nghĩ là một đầu mối để xử lý một vấn đề, thì tôi nghĩ nó sẽ cắt giảm đúng theo yêu cầu của chính phủ. Như tôi đã đề cập, Việt Nam đã có những cải thiện rất tích cực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể thu hút đầu tư nước ngoài và tạo ra thêm rất nhiều cơ hội mới để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định, Việt Nam cũng phải đối mặt với khá nhiều thách thức lớn, trong đó có việc tiếp cận nguồn vốn. Các doanh nghiệp phải chi khá nhiều cho các chi phí không chính thức, mặc dù loại chi phí này đang có dấu hiệu giảm dần qua các năm. Bên cạnh đó, việc nâng cao nguồn nhân lực cũng là một trong những việc làm cần thiết mà các doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng tới trong thời gian tới.
Và chúng ta sẽ phải làm thế nào đó để quy trình về thực hiện những cái quy định pháp luật đó nó phải minh bạch, nó phải rõ ràng, những thủ tục minh bạch và rõ ràng. Thì cái chúng ta càng minh bạch đến đâu thì cái khả năng mà giảm những cái chi phí không chính thức nó sẽ càng được tăng đến đấy. Chính phủ đề nghị các bộ, các tỉnh làm sao chúng ta thực hiện để đồng bộ và ở các cấp, đặc biệt là cấp dưới, không để tình trạng ở trên thì quyết liệt, thì nóng, ở dưới thì vẫn còn từ từ, coi như chưa phải việc của mình. Và cá biệt có những nơi là còn lạnh như là nhiều doanh nghiệp đã nói. Hy vọng với những nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành, mục tiêu năm 2018 cắt giảm được 50% thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh sẽ hoàn thành. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, chị Lê Thu Hương ở Ninh Bình có gọi điện với chương trình và hỏi: năm 2015 thì gia đình tôi quyết định nuôi gia súc và gia cầm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng đến ngày 3 tháng 9 vừa rồi thì cán bộ thú y có vào kiểm tra và hỏi bố mẹ tôi về giấy đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên thì bố mẹ tôi lại không có giấy đăng ký kinh doanh vì nghĩ rằng nó chỉ là kinh doanh nhỏ trong gia đình nên gia đình tôi bị lập biên bản. Vậy thì cho tôi hỏi cán bộ thú y làm như vậy có đúng hay không? Vì tôi nghe nói là chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô nhỏ thì không cần phải đăng ký kinh doanh. Vậy chuyên mục giải đáp giúp ạ. Kính mời luật sư ạ. Về vấn đề của bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Như chúng ta được biết, hiện nay thì ở các cái khu vực nông thôn thì các hộ gia đình của chúng ta vẫn thường chăn nuôi gia súc gia cầm, ví dụ như là nuôi lợn, nuôi gà, vịt để là tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đối với những trường hợp mà chăn nuôi nhỏ lẻ như vậy cũng chỉ là để phụ giúp thêm kinh tế của gia đình thì theo quy định của pháp luật, bạn sẽ không phải thực hiện, bố mẹ bạn sẽ không phải thực hiện cái việc đăng ký kinh doanh đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu như cái việc chăn nuôi gia súc gia cầm này mà có cái quy mô lớn và nó mang cái tính chất là hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp thì bạn sẽ phải thực hiện cái việc đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại khoản 2 điều 2 nghị định 185 năm 2003 thì sẽ chia gia đình của bạn thành hai trường hợp. Nếu như số lượng người lao động dưới 10 người lao động thì gia đình bạn sẽ phải thành lập hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ sẽ thực hiện việc đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh theo quy định của chính phủ. Và cụ thể trong trường hợp này, để được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể thì bạn hãy liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện nơi gia đình bạn thực hiện việc hoạt động kinh doanh để được hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận hộ đăng ký kinh doanh cá thể. Trường hợp thứ hai, nếu như số lượng người lao động mà từ 10 người trở lên thì bạn sẽ phải là thực hiện cái thủ tục thành lập doanh nghiệp. Và thủ tục này thì bạn sẽ thực hiện tại Sở Kế hoạch Đầu tư nơi gia đình bạn đang thực hiện cái hoạt động kinh doanh chăn nuôi gia súc gia cầm một cách chuyên nghiệp. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.